thượng đỉnh NATO khai mạc tại Washington DC, Mỹ, liên minh quân sự lâu đời nhất thế giới cần củng cố đoàn kết nội khối và tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe của các thành viên trước những thách thức an ninh mới. Tại Bangladesh, lũ lụt buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán và phá hủy nhiều nhà cửa, đường xá, cơ sở hạ tầng. Cùng đến Verona, Italia để chiêm ngưỡng bức tranh khổng lồ trên cánh đồng được vẽ bằng máy cày với thông điệp hòa bình. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được khai mạc tại thủ đô Washington DC, Mỹ vào tối qua theo giờ Mỹ. Vâng, và hội nghị thì có sự tham gia của lãnh đạo 38 nước, bao gồm 32 thành viên NATO và các đối tác của NATO. Phản ánh của phóng viên Thái Thanh tại Mỹ. Vào tối 9 tháng 7 theo giờ Mỹ, buổi lễ chính thức mới diễn ra khi Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden chào đón lãnh đạo các đoàn đến tòa nhà Mellon, nơi cách đây 75 năm đã diễn ra lễ ký giữa các thành viên sáng lập NATO. Trong ngày, một loạt các hoạt động bên lề đã diễn ra như diễn đàn công nghiệp quốc phòng, diễn đàn phụ nữ, hòa bình và an ninh, các cuộc gặp song phương giữa các đoàn. Thông điệp chung là các thành viên NATO cùng cam kết hỗ trợ cho Ukraine và tăng cường đầu tư cho quốc phòng, an ninh. Trong những ngày tới, NATO sẽ thông báo về các chương trình hỗ trợ, bao gồm cả việc Bộ Chỉ huy quân sự mới của NATO ở Đức sẽ triển khai chương trình huấn luyện, trang bị và phát triển cho quân đội Ukraine. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều đang trên lộ trình sẽ chi 2% GDP cho quân sự. Đây là một bước đi lịch sử, điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được vài năm trước đây. Trong các cuộc họp báo từ trước khi hội nghị diễn ra, đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định, bên cạnh việc mời 4 nước châu Á-Thái Bình Dương tham dự hội nghị lần này, NATO chờ đợi sự hợp tác từ các đối tác khác trong khu vực. Thúc đẩy hợp tác với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tăng cường năng lực, phòng thủ và răn đe của các thành viên NATO được cho là sự thay đổi lớn nhất của tổ chức này kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Thái Thành, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh NATO kỷ niệm 75 năm thành lập, trong lúc phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Giới quan sát nhận định nhiều vấn đề phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, bao gồm khả năng Pháp sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine, lập trường khác biệt của Hungary trong một số vấn đề của liên minh, cũng như sự chia rẽ giữa châu Âu và Mỹ liên quan tới xung đột Israel-Hamas, ứng dụng an toàn công nghệ kỹ thuật số. Trong khi đó, dư luận châu Âu đã mệt mỏi với cuộc xung đột tiêu hao và dai dẳng tại Ukraine trong bối cảnh kinh tế trì trệ. Những thách thức phức tạp ngày càng gia tăng đòi hỏi NATO phải củng cố sự đoàn kết trong khối, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe của các thành viên. Chúng ta sẽ đưa ra các quyết định cho tương lai về răn đe và phòng thủ, đảm bảo rằng chúng ta có đủ lực lượng, luôn sẵn sàng và khả năng cần thiết để tiếp tục ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm lược nào, và cũng đảm bảo rằng các đồng minh tiếp tục gánh vác trách nhiệm một cách công bằng. Chúng ta có những số liệu tốt. Hiện có 33 đồng minh chi tiêu ít nhất 2% GDP cho quốc phòng, tăng từ 3 đồng minh khi họ đưa ra cam kết vào năm 2014. Tôi cho rằng sẽ có một cuộc trao đổi về khả năng của NATO trong việc bảo vệ các thành viên của khối. Chúng ta có hai thành viên mới là Thụy Điển và Phần Lan. Điều này đòi hỏi NATO phải cập nhật kế hoạch hành động để bảo vệ lãnh thổ NATO, bao gồm Phần Lan, Estonia và các quốc gia khác giáp Nga, giáp Belarus, một đồng minh của Nga. Sẽ có những vấn đề thực tế được thảo luận tại hội nghị này. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo có quan điểm xuyên Đại Tây Dương. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng độ tin cậy của liên minh, độ tin cậy của khả năng răn đe và tư thế phòng thủ của liên minh này vẫn vững chắc trong 75 năm tới như 75 năm qua hay không. Gắn với an ninh khu vực châu Âu, bối cảnh địa chính trị toàn cầu thay đổi nhanh chóng cũng đòi hỏi NATO mở rộng tầm nhìn chiến lược ra ngoài khu vực Bắc Đại Tây Dương truyền thống. Việc NATO mời lãnh đạo 4 nước Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc tới hội nghị cho thấy NATO đang liên kết với các đồng minh và đối tác Thái Bình Dương trong cuộc cạnh tranh chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO đã mời các đối tác tại châu Á-Thái Bình Dương nhằm thảo luận về việc mở rộng hợp tác để ứng phó các thách thức mới.
Chúng ta sẽ có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo của các đối tác châu Á-Thái Bình Dương là Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc tại thượng đỉnh này. Điều này cho thấy vấn đề an ninh của chúng ta không chỉ trong khu vực mà là vấn đề toàn cầu. Dự kiến các bên sẽ đạt được nhất trí về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng và công nghệ mới nổi, đồng thời sẽ thảo luận về cơ chế tham vấn ứng phó thông tin sai lệch. Nếu như trước đây, việc mở rộng của NATO thường tập trung vào các lĩnh vực an ninh chính trị và an ninh truyền thống và theo chiều ngang về không gian địa lý, thì trong thời đại thông tin và sự phát triển của các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, khi sức mạnh định hình của không gian ảo đối với cục diện quốc tế đã tăng lên, NATO đang mở rộng theo chiều dọc trong lĩnh vực an ninh, thông qua tăng cường hợp tác với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực an ninh mới nổi. Bản thân lĩnh vực an ninh mới nổi có thuộc tính quốc tế hóa và thậm chí toàn cầu hóa. Sự mở rộng của NATO trong các lĩnh vực này có thể làm giảm những cản trở đối với sự mở rộng không gian địa lý. NATO cũng có thể định hình một cục diện chính trị và an ninh quốc tế mới thông qua việc thay đổi cấu trúc hạ tầng của khoa học, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, NATO cũng tích cực mở rộng hợp tác với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong những lĩnh vực an ninh hàng hải, chống khủng bố, không phổ biến vũ khí hạt nhân. NATO cũng tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn an ninh khu vực như đối thoại Shangri-La. Liên minh cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp cấp cao và đối thoại chính sách với các đối tác trong khu vực, thể hiện cam kết ngày càng sâu sắc nhằm đảm bảo an ninh khu vực và quốc tế. Xu hướng NATO mở rộng hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương phản ánh thực tế địa chính trị đang thay đổi. Điều này đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng trong chiến lược của NATO, từ một liên minh tập trung vào khu vực Bắc Đại Tây Dương truyền thống sang một tổ chức có tầm nhìn và vai trò toàn cầu hơn. Tuy nhiên, một số nước châu Á-Thái Bình Dương lo ngại việc tăng cường hiện diện của NATO có thể làm gia tăng cạnh tranh chiến lược và căng thẳng trong khu vực. Hy vọng gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Georgia đã bị dập tắt chỉ vài tháng sau khi quốc gia này được cấp tư cách ứng cử viên gia nhập EU. Đại sứ Liên minh châu Âu-EU tại Georgia, ông Pavel Hechinsky, hôm nay tuyên bố đình chỉ tiến trình gia nhập khối của Georgia. Quyết định trên được đưa ra sau khi hồi cuối tháng 5 vừa qua Georgia thông qua luật chống ảnh hưởng của nước ngoài. EU đánh giá động thái này của Georgia trên thực tế đã khiến quá trình gia nhập EU của nước này bị tạm dừng. Cũng theo đại sứ Hechinsky, quan hệ EU-Georgia hiện đang ở mức thấp. Cùng với quyết định đình chỉ tiến trình gia nhập khối của Georgia, EU cũng sẽ đóng băng khoản viện trợ trị giá 30 triệu euro, tương đương khoảng 32 triệu đô la Mỹ cho Georgia. Chính phủ Thụy Sĩ hôm nay đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga đối với 69 cá nhân và 86 tổ chức liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những biện pháp trừng phạt này chủ yếu nhằm vào các doanh nhân, nhà tuyên truyền, thành viên lực lượng vũ trang và tư pháp và các thành viên của cơ quan an ninh Liên bang Nga. Trong khi đó, các thực thể mới được đưa vào danh sách trừng phạt gồm các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và các công ty trong lĩnh vực tài chính và thương mại có liên quan đến việc lách các luật trừng phạt. Theo Bộ Kinh tế Thụy Sĩ, sau khi thực hiện quyết định này, có tổng cộng hơn 2.200 cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt. Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng về quyết định trên của Thụy Sĩ. Vâng, cũng vào hôm qua thì Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm chính thức tại Điện Kremlin. Moscow và New Delhi đã thông qua tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ lần thứ 22, khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt và mở rộng. Bên cạnh đó là 9 văn kiện hợp tác đã được ký kết, chủ yếu trong không gian kinh tế. Từ Nga, phóng viên Nhật Linh thông tin cụ thể tới quý vị. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi đã nhấn mạnh đến mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, đồng thời nhất trí nỗ lực khai thác triệt để tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược này. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ khí, đóng tàu và công nghiệp vũ trụ, thiết lập quan hệ đối tác đầu tư và công nghệ mới, đồng thời cùng phát triển hệ thống thanh toán song phương thông qua việc sử dụng tiền tệ quốc gia. Hai nước đặt mục tiêu tăng kim ngạch song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trước đó, tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga, Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ đã tham quan các thành tựu của ngành công nghiệp hạt nhân Nga. Đây cũng là một trong lĩnh vực hợp tác song phương trọng điểm. Tập đoàn Năng lượng Nga Rosatom hiện đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ. Hai bên cũng thảo luận về khả năng cung cấp các nguồn năng lượng Nga thông qua tuyến đường biển phương Bắc tới cảng của Ấn Độ, trung chuyển qua cảng Viễn Đông của Nga. Cũng trong chuyến thăm Moscow, Thủ tướng Modi đã tuyên bố khai trương hai lãnh sự quán mới của Ấn Độ tại Nga, ở Kazan và Ekaterinburg.
Cả Nga và Ấn Độ một lần nữa đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt đặc quyền giữa hai nước. Và việc khôi phục cơ chế hội nghị thượng đỉnh được xem là bước đi nhằm điều chỉnh mối quan hệ song phương theo một quỹ đạo mới để cân bằng các lợi ích chiến lược của Moscow và New Delhi. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Có ít nhất 6 người đã tử vong do bị sốc nhiệt tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nước này đang phải hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan hiếm hoi vào giữa mùa hè. Và vào cuối tuần qua, khu vực miền Trung Shinjuku đã trở thành nơi đầu tiên của Nhật Bản có nhiệt độ lên tới 40 độ C trong năm nay. Theo cơ quan dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt bất thường giữa mùa mưa như hiện nay một phần là do hệ thống áp suất cao ở Nam Thái Bình Dương gây ra. Nhà chức trách cũng đã đưa ra cảnh báo say nắng ở nhiều nơi, khuyến cáo người dân tránh tập thể dục bên ngoài và sử dụng điều hòa nhiệt độ. Say nắng đặc biệt nguy hiểm ở Nhật Bản, là quốc gia có dân số già thứ 2 trên thế giới. Hy Lạp đã phải hứng chịu tháng 6 rực lửa với số vụ cháy rừng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 6 năm nay là tháng nóng kỷ lục tại Hy Lạp, và trong khi tháng 7 được dự báo là cũng tương tự. Trong những ngày tới, nhiệt độ nhiều nơi tại Hy Lạp dự báo sẽ lại vượt quá 40 độ C. Năm ngoái, Hy Lạp đã phải chịu đựng đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục trong 2 tuần, kéo theo các trận cháy rừng gây chết người. Các nhà khoa học tin rằng biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất và cường độ thời tiết cực đoan như các đợt sóng nhiệt. Tại Bangladesh, lũ lụt đã khiến hàng chục nghìn người ở nước này phải sơ tán, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và trường học phải đóng cửa. Lũ lụt đã khiến đường phố biến thành sông, gây hư hại cầu đường và đập thủy điện. Người dân phải lội qua dòng nước sâu đến đầu gối. Theo Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh, khoảng 40.000 người hiện đang trú ẩn tại các cơ sở tạm trú của chính phủ. Hơn 600 đội y tế đã được thành lập để điều trị cho những người bị ảnh hưởng do lũ lụt. Cơ quan khí tượng Bangladesh dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục chút xuống khu vực miền Trung và miền Nam nước này. Tuy nhiên, mức nước sông Brahmaputra có thể sẽ rút trong vài ngày tới. Những ai sở hữu súng tại ba bang của nước Mỹ là Alabama, Oklahoma và Texas sẽ có thể mua đạn từ các máy bán hàng tự động hoạt động 24/7 và được lắp tại các cửa hàng tạp hóa. American Rounds, công ty sản xuất loại máy này cho biết là chúng dễ sử dụng như là máy ATM, cho phép khách hàng có thể linh hoạt thời gian mà không phụ thuộc vào giờ đóng hay là mở cửa tại các tiệm hàng truyền thống. Bên cạnh đó thì các máy này sử dụng và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cùng với khả năng quét thẻ và phần mềm nhận dạng khuôn mặt nhằm kiểm tra thông tin và khuôn mặt của người mua, đảm bảo họ thuộc đối tượng đủ điều kiện sở hữu súng đạn. Công ty sản xuất cũng cho biết là sẽ lưu giữ hồ sơ giao dịch của khách hàng tại các máy bán đạn tự động với mục tiêu là thúc đẩy việc sở hữu súng có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Việt Nam là quốc gia có chi phí phải chăng nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài, đứng đầu trong số hơn 50 điểm đến khi nói tới tài chính cá nhân. Đây là kết quả khảo sát mới nhất của tổ chức Internation. Bảng xếp hạng khảo sát hơn 12.500 lao động đang làm việc ở 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiêu chí xếp hạng xoay quanh các hạng mục, chất lượng cuộc sống, ổn định cuộc sống, công việc, tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh thứ hạng đầu tiên về tài chính cá nhân, Việt Nam cũng đứng thứ hạng khá cao về các điều kiện làm việc dành cho người nước ngoài và các dịch vụ thiết yếu như đời sống kỹ thuật số, nhà ở. Internation là cộng đồng người lao động đi làm việc ở nước ngoài với hơn 5,3 triệu thành viên, đến từ hơn 400 thành phố toàn cầu với mức độ uy tín cao. Chuyển sang phần tin quốc tế, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang yêu cầu kiểm tra 2.600 máy bay Boeing 737 với lý do mặt nạ dưỡng khí của hành khách có thể bị hỏng trong trường hợp khẩn cấp. Yêu cầu kiểm tra được đưa ra đối với máy bay 737 MAX và một số máy bay thế hệ tiếp theo. Sau khi có báo cáo về việc máy tạo oxy phục vụ hành khách bị lệch khỏi vị trí, có thể dẫn đến việc không cung cấp oxy bổ sung trong trường hợp giảm áp suất. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng cấm các hãng hàng không lắp đặt các bộ phận có khả năng bị lỗi. Thay vào đó, các hãng hàng không phải tiến hành kiểm tra trực quan tổng thể và nếu cần phải thay thế máy tạo oxy mới bằng các phương tiện hoặc là máy còn sử dụng được. Công ty công nghệ không gian SpaceX đã phóng tên lửa Falcon 9 lên quỹ đạo, mang theo vệ tinh TESSAT 6A, và đây là vệ tinh viễn thông đầu tiên được Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Tên lửa được phóng từ tổ hợp phóng không gian 40 tại một trạm vũ trụ thuộc bang Florida, Mỹ. Theo Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ, TESSAT 6A thì sẽ mở rộng phạm vi phủ sóng vệ tinh của đất nước và đáp ứng nhu cầu phát sóng truyền hình. Công ty AME của Chile đã khánh thành nhà máy điện mặt trời khổng lồ với gần 883.000 tấm quang điện, nằm giữa sa mạc Atacama khô cằn ở quốc gia Nam Mỹ này.
Nhà máy được xây dựng cách thủ đô Santiago 1.400 km về phía Bắc trên diện tích 435 ha, tương đương 370 sân bóng đá. Đây được coi là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Chile tính tới thời điểm hiện tại. Với công suất lắp đặt là 480.000 MW, thì dự án tạo ra lượng điện năng lượng đáp ứng nhu cầu của 500.000 hộ gia đình và giúp giảm khoảng gần 1 triệu tấn CO2 phát thải vào khí quyển mỗi năm. Dự án quang điện này là một bước tiến gần hơn với cam kết loại bỏ hoàn toàn các nhà máy điện phát thải CO2 khỏi hệ thống điện quốc gia Chile và trung hòa carbon vào năm 2050. Ấn Độ mới đây đã ra mắt mẫu xe máy chạy bằng khí thiên nhiên nén đầu tiên trên thế giới. Chiếc xe máy có tên là Freedom 125, được thiết kế bởi nhà sản xuất Bajaj, đã được ra mắt tại một buổi lễ ở bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ. Đây là mẫu xe côn tay cỡ nhỏ đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiên liệu là khí thiên nhiên nén thay cho xăng. Ưu điểm là rẻ hơn và sạch hơn so với các nhiên liệu khác từ dầu mỏ thông thường. Freedom 125 bán ra 3 phiên bản với giá khởi điểm từ $1,100. Bản cao nhất trang trí đèn pha LED, bảng đồng hồ kết nối Bluetooth và phanh đĩa. Vẽ tranh trên cánh đồng thì không phải là điều mới lạ, nhưng vẽ tranh trên cánh đồng bằng máy cày, máy kéo thì không nhiều người có thể thực hiện được. Hình ảnh mà quý vị đang thấy là tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ vẽ tranh người Italia Dario Gambarin. Ông đã vẽ tháp Eiffel bằng máy cày và máy kéo trên một cánh đồng trồng trọt ở Verona, bao phủ toàn bộ khu đất rộng hơn 8.000 m². Thông điệp của tác phẩm là hòa bình, với hy vọng thể thao sẽ gắn kết mọi người trên toàn thế giới. Nhờ vào một kỹ thuật phát triển cao, ông Gambarin không đo đạc cánh đồng trước khi bắt đầu công việc của mình. Ông dường như có thể tạo ra những hình ảnh khổng lồ có kích thước hoàn hảo chỉ bằng một cảm giác bẩm sinh về tỷ lệ và khả năng lái máy kéo. Những người hâm mộ ca sĩ, nhạc sĩ John Lennon của ban nhạc nổi tiếng The Beatles đã đến Liverpool vào cuối tuần qua để tham gia cuộc săn tìm kho báu kỹ thuật số đặc biệt trên khắp thành phố nơi ông sinh ra. Những người tham gia đã sử dụng một bản đồ độc đáo để tìm kiếm các địa danh quan trọng gắn với cuộc đời của John Lennon. Các địa điểm này đã được đưa vào bản đồ dưới bàn tay của nghệ sĩ tài năng Ed Fairbairn. Các địa điểm này gồm Cavern Club, nơi tổ chức buổi biểu diễn dưới hầm rượu giúp nhóm nhạc The Beatles nổi tiếng, Strawberry Field, một trại trẻ mồ côi trước đây đã được đặt tên cho bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc The Beatles. Nhiều địa điểm sử dụng mã QR để người hâm mộ tham gia cuộc săn tìm quét mã. Giải thưởng được trao tùy thuộc vào số địa điểm được ghi lại. Vượt qua nhiều khó khăn và cả những định kiến giới, ba cô gái trẻ theo đạo Hồi ở Indonesia đã thành lập một nhóm nhạc rock. Nhóm nhạc của họ không những chinh phục được khán giả trong nước mà còn được nhiều người yêu nhạc trên thế giới biết đến. Mới đây họ còn có cơ hội biểu diễn cùng nhiều tên tuổi lớn của làng âm nhạc ở một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới tại Glastonbury, Vương quốc Anh, cùng gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của đầy cảm hứng của những rocker này. Đội tiên phong đầu của người Hồi giáo, ban nhạc gồm ba cô gái trẻ này không giống như những nhóm nhạc rock thông thường. Với niềm đam mê âm nhạc, ba cô gái đã thành lập ban nhạc rock cách đây 10 năm với tên gọi VOV, những âm thanh ồn ào. Tôi nghĩ bình đẳng giới cần được ủng hộ. Tôi đang khám phá khả năng của bản thân, nhưng tôi không từ bỏ những nghĩa vụ của phụ nữ đạo Hồi. Tuy nhiên, con đường đến tới thành công của ba cô gái trẻ này không phải dễ dàng. Tại Java, nơi họ lớn lên, người dân vẫn còn khá bảo thủ và định kiến. Ở ngôi làng của chúng tôi, việc phụ nữ chơi nhạc rock không phổ biến. Nhiều cô gái ở độ tuổi của chúng tôi đã kết hôn hoặc đã đính hôn. Chúng tôi phải cố gắng lấy lòng tin từ cha mẹ bằng cách biểu diễn trên các đài truyền hình và nhiều nơi khác. Bởi vì khi chúng tôi lên truyền hình, bố mẹ chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Những bài hát của họ thường về quyền của phụ nữ, biến đổi khí hậu, hòa bình. Bản hit lớn nhất của họ có hàng triệu người nghe trên YouTube và Spotify. Lần đầu tiên nhìn thấy họ, tôi đã rất ngạc nhiên. Không có nhiều cô gái chơi nhạc metal và họ đều đội khăn trùm đầu. Điều này thu hút rất nhiều sự chú ý. Hai yếu tố đó kết hợp lại khiến họ trở nên độc đáo. Ban đầu, nhóm nhạc chỉ biểu diễn ở quê hương họ, ở Tây Java, sau đó họ lưu diễn ở thủ đô Jakarta và tổ chức các buổi biểu diễn trực tuyến trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Họ nhận được nhiều lời khen ngợi từ các ca sĩ nhạc rock nổi tiếng,
và nhận được những lời mời biểu diễn ở nước ngoài. Sự thành công của ban nhạc gồm ba cô gái đạo Hồi đã truyền cảm hứng tới nhiều người, góp phần dỡ bỏ những cái nhìn khắt khe về phụ nữ Hồi giáo. Quý vị đã bao giờ tưởng tượng ra một đám cưới với đầy đủ là hoa, bánh, khách mời thế nhưng lại được tổ chức dành riêng cho những chú chó, chú mèo chưa ạ? Nghe thì có vẻ kỳ lạ thế nhưng mà xu hướng này đang nở rộ tại Trung Quốc, nơi mà ngày càng có nhiều người coi thú cưng như là con của mình. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời với bóng bay, dây kim tuyến, một chiếc bánh cưới xinh xắn và hơn 50 khách mời. Chỉ có điều cô dâu và chú rể ở đây lại là hai chú chó giống Golden Retriever, tên Bree và Bon. Những đám cưới được tổ chức dành riêng cho thú cưng đang nở rộ tại Trung Quốc, trong bối cảnh ngày càng nhiều người dân, đặc biệt là người trẻ đang ngày càng thờ ơ với việc kết hôn và sinh con, nhưng lại rất hào hứng trong việc giúp thú cưng của mình tạo lập một gia đình thực thụ. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới của chúng từ đầu năm nay cơ. Từ việc cho chụp ảnh cưới này, đặt chỗ này, rồi sắp xếp để Bree và Bon cùng đến được đây vì chúng ở xa nhau. Sau khi làm đám cưới, chúng tôi muốn Bree và Bon sẽ sinh thật nhiều cho con để tiếp tục duy trì nòi giống. Bản thân anh Linh và chị Chen cũng không vội kết hôn hay dự định sinh một đứa con. Thay vào đó, họ đầu tư vào việc chăm sóc thú cưng. Không chỉ tập trung vào chế độ ăn uống, quần áo, các tiện ích khác, mà giờ đây, các chủ nuôi còn sẵn sàng chi bộn tiền để chó mèo của mình có trải nghiệm cưới xin như người. Số liệu thống kê cho thấy, người dân ở quốc gia tỷ dân này đã chi tiêu cho thú cưng của mình lên tới 38,41 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng trong năm ngoái. Lúc đầu tôi khá bất ngờ vì người ta còn tổ chức đám cưới cả cho chó. Nhưng rồi tôi nghĩ nhiều người cũng coi chó như người bạn bốn chân thân thiết và quý giá của mình. Gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều đặt hàng làm bánh cho thú cưng, từ mừng sinh nhật, đám cưới cho tới nghỉ lễ. Nói thật là nhu cầu đặt hàng kiểu này rất lớn. Theo các chuyên gia tâm lý học, nhiều người trẻ đang chuyển trọng tâm vào việc chăm sóc thú cưng vì cảm thấy cô đơn và mong muốn có bạn đồng hành, nhưng lại không muốn đối mặt với các áp lực từ các mối quan hệ xã hội. Thống kê cho thấy, gần một nửa số người nuôi thú cưng ở Trung Quốc là người ở độ tuổi dưới 40, phần lớn trong đó đều độc thân và sẵn sàng coi thú cưng như con hoặc thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, cũng chính xu thế này đã góp phần đẩy tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm đáng kể trong những năm qua. Mặc dù là bị dẫn bàn sớm đấy, thế nhưng Tây Ban Nha đã đáp trả mạnh mẽ và có chiến thắng vô cùng ấn tượng. Và khoảnh khắc này đã khiến các cổ động viên Tây Ban Nha không thể kìm nén được cảm xúc vui sướng của mình. Sau đây là ghi nhận không khí sau trận đấu của phóng viên Hoàng Cường. Không khí sôi động đã được các cổ động viên của Tây Ban Nha tạo ra từ ngoài sân cho tới trong sân. Và dù để cho các cầu thủ của đội tuyển Pháp vươn lên dẫn trước, nhưng không khí này vẫn không hề thay đổi. Các cổ động viên của Tây Ban Nha đặt rất nhiều niềm tin và họ đã được đền đáp xứng đáng. 12 năm chờ đợi, đội tuyển Tây Ban Nha mới trở lại với trận chung kết của một kỳ Euro. Điều đó có thể dễ dàng cảm nhận thấy niềm hạnh phúc, niềm tự hào và niềm vui sung sướng vỡ òa của các cổ động viên Tây Ban Nha. Sau trận đấu, họ đã nán lại trên sân rất lâu để chia sẻ niềm vui vỡ òa cùng với những người thân trong gia đình, cùng với các đồng đội và cùng với các bạn bè ở trên sân. Đây rõ ràng là một cảm xúc rất là tuyệt vời và họ hy vọng rằng niềm vui này sẽ còn kéo dài sau khi kết thúc trận chung kết tại Berlin vào ngày 15 tháng 7 tới. Ăn mừng từ trong khán đài cho tới hành lang sân vận động, niềm vui thật là bất tận với các cổ động viên Tây Ban Nha và đêm nay sẽ là một đêm không ngủ với họ rồi. Hoàng Cường, Quang Trung, nhóm phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ Munich, Cộng hòa Liên bang Đức.